Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta gồm có về bài thể dục, chúng ta sẽ ôn và hoàn thiện bài thể dục lớp 8. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp. Về bài thể dục lớp 8, thì thầy sẽ phân tích lại từng nhịp cho các em một lần nữa để các em nắm được và các em sẽ tập luyện tốt ở nhà bài thể dục. Về nhịp 1, tay trái dang ngang, tay phải đưa về trước, hai bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 2, đưa tay phải sang ngang, đồng thời xoay hai cổ tay thành bàn tay ngửa, mắt nhìn ra trước. Nhịp 3, đưa hai tay ra trước, bàn tay sắp. Nhịp 4, khuỷu gót, khuỷu gối, hai tay chống hông. Nhịp 5, đứng thẳng, đồng thời đưa chân trái sang ngang, chân phải thẳng. Nhịp 6, về tư thế như nhịp 4. Nhịp 7, về như nhịp 5 nhưng đổi chân. Nhịp 8, thu chân về tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn trước. Nhịp 9, bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa và mắt nhìn theo bàn tay trái. Nhịp 10, dồn trọng tâm vào chân phải, chân trái duỗi thẳng, nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng. Nhịp 11, về như nhịp 9. Nhịp 12, thực hiện như nhịp 10, nhưng đổi bên. Nhịp 13, thực hiện như nhịp 11, nhưng lúc này bàn tay của các em sẽ là bàn tay sắp. Nhịp 14, gập thân, hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau, cúi đầu, mắt nhìn theo tay. Nhịp 15, vặn mình sang trái, tay phải chạm mũi chân trái, tay trái đưa lên cao và duỗi thẳng. Nhịp 16, vặn mình sang phải, tay trái chạm mũi chân phải, tay phải đưa lên cao và duỗi thẳng. Nhịp 17, về như nhịp 13. Nhịp 18, quay người sang trái, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau mũi chân chạm đất, hai tay đưa lên cao, song song, lòng bàn tay hướng vào nhau và mắt nhìn theo tay. Nhịp 19, đá chân phải lên cao chớ sang trái, đồng thời vặn mình sang phải, tay từ trên cao đánh xuống dưới chết về bên phải. Nhịp 20, về tư thế như nhịp 18. Nhịp 21, quay sang phải, hai chân rộng hơn vai, tay dang ngang và bàn tay sắp. Nhịp 22, thực hiện như nhịp 18 nhưng đổi bên. Nhịp 23, thực hiện như nhịp 19, nhưng đổi chân. Nhịp 24,
về tư thế như nhịp 22. Nhịp 25, quay sang trái về như nhịp 21. Nhịp 26, bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, sau đó khuỵu gối, dồn trọng tâm về chân trái. Hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai và bàn tay sắp. Nhịp 27, thu chân trái về với chân phải, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 28, thực hiện như nhịp 26 nhưng đổi bên. Nhịp 29, thực hiện như nhịp 27 nhưng thu chân phải về. Nhịp 30, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, khiển gót, mắt nhìn theo tay. Nhịp 31, hai tay trên cao đưa xuống thấp và ra sau, đồng thời gập thân. Nhịp 32, bật người lên cao, căng thân, tay chết hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 33, tiếp đất, khuỵu gối, hai tay đưa ra trước song song, lòng bàn tay sắp. Nhịp 34, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 35, trở về tư thế chuẩn bị. Và vừa rồi thầy đã ôn lại cho các em từ nhịp 1 cho đến nhịp 35. Các em ở nhà luyện tập thật tốt bài thể dục. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy ngắn. Thì xuất phát trong chạy ngắn, chúng ta có 3 khẩu lệnh. Đầu tiên là vào chỗ. Người chạy đứng trước bàn đạp, đặt chân thuận vào bàn đạp trước, chân còn lại đặt vào bàn đạp sau. Sau đó ngồi xuống, người chạy hạ đầu gối chân phía sau xuống đường chạy. Hai tay đặt sát và xuất phát, chống trên các ngón tay. Khoảng cách giữa hai bàn tay rộng bằng vai. Hiệu lệnh sẵn sàng. Người chạy dần chuyển trọng tâm về trước, từ từ nâng mông lên bằng hoặc cao hơn vai. Hai vai nhô về phía trước và xuất phát từ 5 đến 10 cm, mắt nhìn về trước. Hiệu lệnh chạy. Người chạy đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời mặt đường chạy, đánh tay ngược chiều với chân. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của kỹ thuật xuất phát thấp. Thì các em chú ý, chân thuận của các em sẽ đặt ở bàn đạp phía trước, chân còn lại đặt ở bàn đạp phía sau. Chân sau các em sẽ hạ đầu gối xuống chạm mặt đường chạy. Lúc này tay của các em sẽ xòe ra, đặt sát mép và xuất phát, mắt nhìn thẳng. Sau khi có hiệu lệnh sẵn sàng, các em nâng mông lên cao ngang vai hoặc cao hơn vai. Khi có hiệu lệnh chạy, các em thực hiện chạy tăng tốc nhanh về phía trước. Về nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta gồm có: về bài thể dục, chúng ta sẽ ôn và hoàn thiện bài thể dục lớp 8. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát thấp. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.